Chiều ngày 10 tháng 9, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chủ thể sử dụng trang fanpage mạng xã hội Facebook Giang Kim Cúc và các cộng sự. Việc xử phạt liên quan đến việc fanpage này đã phát sóng trực tiếp sai sự thật về việc bà ngoại rút ống thở của cháu mình. Trước quyết định xử phạt nói trên, ngay trong tối cùng ngày, fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự đã đăng tải lời xin lỗi lên mạng xã hội. Liên quan đến bài viết về việc bà ngoại rút ống thở của cháu khiến cháu bé qua đời được đăng vào ngày 2 tháng 9 trên fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự. Cúc xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể anh em đồng đội của mình, cũng như gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và gia đình cháu bé vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về hoàn cảnh gia đình. Hôm nay ngày 10 tháng 9, làm việc với Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Cúc đã nộp phạt số tiền là 10 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Số tiền này do bản thân Cúc tự bỏ ra, không hề liên quan đến quỹ của Mạnh Thường Quân đóng góp. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, bài viết trên đã bị xóa và thay thế bằng một đoạn xin lỗi khác. Trong bài viết mới nhất trên mạng xã hội, Giang Kim Cúc và các cộng sự đã chỉnh sửa lại một số thông tin. Ví dụ như cụm đăng tải thông tin sai sự thật về hoàn cảnh gia đình được thay thế bằng phát ngôn sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, dòng số tiền nộp phạt không hề liên quan đến quỹ của Mạnh Thường Quân đóng góp cũng đã được bỏ đi. Đặc biệt, trong bài viết này, fanpage Giang Kim Cúc và các cộng sự cũng đã bỏ luôn cả phần gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng và gia đình cháu bé đi. Ngay sau đó, nhóm Giang Kim Cúc và các cộng sự đã nhận về rất nhiều những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc và cho rằng những người mà nhóm thiện nguyện này cần phải xin lỗi là gia đình cháu bé chứ không chỉ là dân mạng. Ghi nhận được một vài ý kiến như sau. Người chị xin lỗi là bà ngoại, gia đình, người mà chị chỉ trích trên livestream lúc đó chứ không phải là cộng sự của chị. Ngay thời điểm livestream, cộng sự của chị cũng có mặt mà chị. Việc chị giúp cộng đồng mai táng cho người qua đời trong mùa dịch không ai phủ nhận tấm lòng của chị và cộng sự cả. Nhưng việc đưa thông tin sai lệch như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và cuộc sống của gia đình người đó. Viết rồi lại xóa, rồi lại viết bao lần rồi mà càng đọc càng bức xúc. Là người làm từ thiện và kêu gọi từ thiện, tại sao chị lại đưa một thông tin không chính xác đến như vậy? Dù đúng sai thế nào, nhưng thời điểm này, người cần xin lỗi nhất có lẽ là bà ngoại và gia đình cháu bé cơ.